Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Minh Trường, sinh năm 1991, và cặp vợ chồng Vũ Hoàng Hải, sinh năm 1981, Nghiêm Thị Hường, sinh năm 1986, cùng ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Theo kết quả điều tra, từ tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội nắm được thông tin về ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng đại lý với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do một đối tượng nữ tên là Hường ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cầm đầu. Quá trình trinh sát xác định, Hường thường mua ma túy với số lượng lớn, sau đó chia nhỏ và chuyển cho các đối tượng chân rết để bán lẻ trên địa bàn. Tổng số vật chứng thu giữ của vụ án là hơn 16.000 gram ma túy các loại, gồm 9 bánh heroin và hơn 13.000 gram ma túy tổng hợp.